ngoài thì nó tôi là Nguyễn Tiến Sang, nhà số 9, ngõ 460, đường Khương Đình, phường Hạ Đình. Thế cái sự việc xảy ra là lúc vào khoảng độ 2 giờ sáng, thì khi nghe thấy một cái tiếng động rất lớn, thì chồm dậy chạy ra thì nhìn thấy là cái bức tường đây là đổ xuống và cái ô tô to này, cái biển số là 31F9210 đang nằm nghiêng, tức là ngã vào phần tường nhà. Và hiện tại thì tường nhà nó đã bị nứt đổ. Đấy. Thì tuy nhiên cái vụ này thì tôi đang có cái sự nghi ngờ là không phải là cái tai nạn xảy ra, bởi vì trước đây 2 ngày thì dân chúng tôi sang yêu cầu cái công trình này là không được hoạt động buổi đêm và đến 2-3 giờ phải dừng. Thì lập tức tức là bên này có những cái phản ứng là ngay tối hôm đấy mở cửa cho các loại xe chạy suốt đêm luôn.